Thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại cửa ngõ phía Tây vào thành phố Hà Nội. Đây là nút giao lên cầu vượt Mai Dịch và đến bến xe Mỹ Đình. Theo ghi nhận của chúng tôi thì bắt đầu từ 4 giờ 30 phút thì khu vực này bắt đầu có hiện tượng đông đúc. Tuy nhiên là không xảy ra những cái hiện tượng ùn tắc quá lớn. Những dòng phương tiện đến thời điểm hiện nay thì vẫn đang tiếp tục kéo về thủ đô Hà Nội. Theo khuyến cáo của các cơ quan chức năng thì các địa phương từ các dòng xe từ các tỉnh phía Tây và Tây Bắc khi mà đi vào thủ đô Hà Nội thì có thể di chuyển theo 3 cung đường. Thứ nhất là vào ở cung đường cầu Mai Dịch. Cung đường thứ hai các bạn có thể lựa chọn đó là cung đường cầu Nhật Tân, và cung đường thứ ba đó là cung đường từ cầu Thanh Trì. Hiện nay thì các cơ quan chức năng cũng như là Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội thì đã cử một số lực lượng chức năng điều tiết giao thông chốt chặn tại một số vị trí dễ xảy ra hiện tượng ùn tắc, và rất là mong là quý vị và các bạn là có thể di chuyển theo sự điều tiết của lực lượng chức năng để tránh xảy ra hiện tượng ùn tắc khi các bạn đang trên đường về nhà. Vâng, và tại một cửa ngõ giao thông khác, điểm nóng giao thông khác tại cửa ngõ của thủ đô là Pháp Vân Cầu Rẽ thì phóng viên Kiều Minh của chúng tôi đang có mặt tại đây để chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin về tình hình giao thông ngay lúc này. Xin mời chị Kiều Minh ạ. Vâng, thưa quý vị, ngay lúc này đây thì chúng tôi đang đứng ở trạm thu phí cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, một trong những điểm nóng về ùn tắc trong các giờ cao điểm, đặc biệt là trong dịp lễ như ngày hôm nay. Theo quan sát của chúng tôi thì mật độ lưu thông của các phương tiện hiện nay vẫn diễn ra bình thường, cả phía trước và phía sau trạm. Được biết là trước đó thì cũng có hiện tượng ùn tắc nhưng đã được giải quyết. Ngay sau đây thì chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Đường Bộ 1 để rõ hơn về các phương án xử lý ùn tắc tại điểm giao thông này. Vâng, xin chào ông. Xin ông cho biết là một số cái điểm đáng chú ý về tình trạng giao thông tại điểm Pháp Vân Cầu Rẽ, một trong những cái điểm nóng về giao thông trong cái ngày cuối cùng của dịp nghỉ lễ hôm nay. Vâng, xin tức là ngày hôm nay là cái ngày cuối cùng của cái dịp nghỉ lễ 30/4/1/5. Thì cái trạm thu giá Pháp Vân này là cái điểm cuối cùng vào cửa ngõ thủ đô. Thế nên là cái hiện tượng xe, các cái xe ngày hôm nay là vào thủ đô nội đô rất là đông. Thế thì tầm khoảng 15 giờ đến 17 giờ là lưu lượng xe rất là đông và có hiện tượng là bị ùn ứ. Thì nguyên nhân ùn ứ thì do là cái đường này đang được thi công, một số đoạn bị thắt hẹp, và nhất là cái chỗ cái nút giao với đường vành đai 3, đường lên cao thì có hiện tượng ùn ứ. Nhưng như các chị biết là đến giờ này thì là đã được lưu thông bình thường. Các phương tiện lưu thông được. Vậy theo ông thì là cái phương án nào được đưa ra nếu tiếp tục lát nữa mà có cái hiện tượng ùn ứ xảy ra? Vâng, thì cái này thì chúng tôi cũng cùng với lại chỗ VEC là đơn vị thu giá đó, là cũng đã tập dượt nhiều lần và đều có phương án hết. Thế thì hiện nay thì riêng cái cửa vào cái trạm thu giá này là có 10 cửa đường vào. Đấy. Và như cái lúc mà 15 giờ đến 17 giờ là đơn vị thu giá và chúng tôi là kết hợp là đã mở thêm hai cửa nữa. Đấy, mở thêm hai cửa nữa là thành ra 12 cửa. Đấy, và liền một lúc thì mỗi cửa lại có 3 người thu, có 3 người thu, 3 xe liền được thu. Đấy, tóm lại là cùng một thời điểm này là sẽ có 36 cái xe thông qua. Đâm ra là cái tình trạng là ùn ứ cũng được giảm rất là nhiều. Nhưng ngoài ra thì nếu mà nó tiếp tục ùn ứ nữa và bị tắc nữa thì là phương án thứ nhất là chúng tôi sẽ phân luồng từ xa, là từ nút Liêm Tuyền rồi nút ra Thường Tín thì lên đường một cũ, ra đường một cũ mà có thể là ra cái đường bờ đê dọc theo bờ sông Hồng thì lên cầu Vĩnh Tuy. Thế ngoài ra mà nếu mà còn tiếp tục ùn ứ khoảng mà ùn ứ dài lâu thì chúng tôi yêu cầu phải xả trạm tiếp tục lưu thông. Xin cảm ơn ông. Thưa quý vị, là những thông tin tại điểm Pháp Vân Cầu Rẽ sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong các bản tin tiếp theo trên kênh VTC1.